little. Hello các anh em, thế nào? Không biết là 14 tháng 2 các anh em kiểu gì, chả có ông thì đời nở hoa, có những ông thì tan nát cõi lòng. Nhưng mà cái chuyện đấy là chuyện bình thường, đúng không? Cua keo này ta bày keo khác chứ có cái gì đâu. Cho nên là nhân cái dịp ngày 14 tháng 2 vừa qua thì chúng ta hôm nay sẽ nói về một cái chủ đề rất là quen thuộc, đó là nốt sô-cô-la, chocolate và cacao. Đấy, chúng ta sẽ nói, mình sẽ nói qua về cái nốt mùi này sử dụng trong ngành pha chế mùi hương, nói qua một chút thôi. Bởi vì mình không phải là perfumer nên mình chỉ nói qua một chút. Và mình sẽ gợi ý cho các anh em 5 chai nước hoa mà nếu như mọi người đang quyết định tìm hiểu về nốt hương sô-cô-la hoặc là cacao đó, chúng ta đang cần tìm cái chai nào thì mình sẽ gợi ý cho anh em 5 chai. Đây không phải là 5 best choice, 5 sự lựa chọn tốt nhất, bởi vì nó có hàng nghìn, hàng chục nghìn chai sô-cô-la. Mà ở đây thì mình nói chung là mình cảm thấy rằng 5 chai này là nó ok, là cái sự khởi đầu tốt cho các anh em nào nếu quyết định muốn sô-cô-la. Ok, và nếu như các bạn có lần đầu đến với video này của mình thì mình rất hy vọng các bạn bấm like và subscribe để chúng ta gặp lại nhau được nhiều hơn. Còn mình là anh em mình ngồi thư giãn và xem video này của mình nhé. Ok, lên đường. Trước tiên chúng ta hãy cùng tìm hiểu một chút về nốt sô-cô-la và cacao được sử dụng như thế nào trong ngành pha chế hương liệu. Nghe đến cái tên này thì mình nghĩ rằng có một số các anh em đã mường tượng được ra là nó nằm ở cái nhóm hương nào. Thì hai cô em này nó thuộc nhóm hương common, có nghĩa là mùi hương của ẩm thực. Mình thì mình không thích dùng từ đồ ăn hoặc là thức ăn, nghe nó cảm giác rất là bẩn tiện. Mình thích dùng từ ẩm thực cho nó sang, nó thể hiện được mình là người nhiều chữ. Nhưng mà nói lại thì nó thuộc nhóm hương common. Thì sô-cô-la và cacao với cái ao làng của mình, với cái kinh nghiệm quỹ mùi ao làng của mình, thì mình thấy rằng tất nhiên ngoài những cái chai mà nó mô phỏng lại mùi sô-cô-la, ví dụ như là Montere Chocolate Gritty, rất là giống một cái mùi sô-cô-la thứ thiệt luôn đó, thì nó còn được kết hợp ví dụ như là với cái tông gỗ tạo nên một cái mùi gỗ ấm và trầm. Trầm ở đây không phải là mùi trầm nhé, mà là một cái gì đấy nó sâu lắng đó, thì nó thường được kết hợp cùng với một cái tông gỗ. Hoặc ngoài ra sô-cô-la nó mix cùng với hoắc hương rất là hay nhé. Bởi vì hoắc hương về bản chất nó có một cái tông mùi của đất ẩm đó, thì khi mà kết hợp với cái vị đắng mà không quá là gắt, vị đắng nhưng mà vẫn thơm của sô-cô-la, nó tạo nên một cái mùi hương, một cái gì đấy nó vừa đắng vừa đủ, một cái gì đấy nó vừa thơm vừa đủ và một chút ngọt nữa. Nói chung là ngửi nó rất là tròn trịa và một cái gì đấy nó hơi cũng khá là bí ẩn đó, với mình cảm nhận là như thế. Thì với cá nhân mình thì mình thường thấy rằng sô-cô-la và cacao thường là được áp dụng trong những cái tông mùi như thế. Nói lại này, đầu tiên là mùi thuần về sô-cô-la cacao, đúng không? Cái đấy thì bỏ qua. Kết hợp cùng với tông gỗ tạo nên cái vị gỗ trầm và ấm, hoặc là với hoắc hương đó, những kiểu như thế. Thì đến hiện tại bây giờ thì mình được tiếp xúc với những cái chai mình được ngửi thì mình thấy rằng cả với cả rượu nữa, rượu rum kết hợp cùng với sô-cô-la mà giống như những cái viên sô-cô-la xịn ở bển ấy. Nếu mà anh em nào được người thân gửi sô-cô-la xịn về ấy, thì nhân bên trong nó có rượu ấy, thì ở nước ngoài cũng thế, kết hợp cùng với sô-cô-la hoặc là cacao rất là hay đó. Thì đấy là bốn cái công thức mà mình thấy rằng thường được áp dụng ở trong ngành pha chế hương liệu. Tất nhiên thì mình biết là còn rất là nhiều, nhưng mà với cái hiểu biết của mình hiện tại thì mình mới được biết là có khoảng 4 cái style pha mùi như thế đó. Thì đấy là mình nói qua một chút về cái nốt sô-cô-la và cacao. Ok, còn bây giờ thì mình sẽ chia sẻ đến các anh em đâu 5 hoặc 6 chai gì đấy mà mình nghĩ rằng sô-cô-la, nếu chúng ta muốn tìm hiểu, muốn thưởng thức cái hương vị mùi hương của nó như nào thì anh em có thể bắt đầu với 6 chai nước hoa này, 5 hoặc 6 chai nhé, mình không nhớ chính xác. Ok, chai nước hoa đầu tiên mà mình muốn nói đến đây đó là một sản phẩm của nhà Montere và nó có tên là Chocolate Gritty. Và nói thật với các ông giáo, mỗi khi mà mình ngửi chai nước hoa này thì mình có cảm giác giống như một cái bánh sô-cô-la kẹp giữa kem ấy, bởi vì cái mùi thơm
không gọi là thế nào nhỉ, đúng như một cái thanh sô-cô-la và một chút ngậy ngọt tạo nên một cái tông mùi. Nói chung là anh em nào mà hảo ngọt và thích một cái vị giống như kiểu là thơm 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 bánh kẹo ấy, đó thì Chocolate Creamy là một cái sự lựa chọn rất rất là thú vị. Nếu như mình nhớ không nhầm thì đây là một cái mùi hương của unisex và cộng thêm một cái hiệu năng mùi rất rất là tốt. Nhà Monche này thì thường là họ làm về cái hiệu năng mùi rất rất là khủng khiếp, bá đạo. Cộng thêm ví dụ bây giờ này, đợt tới miền Bắc đang lạnh gọi là dã man con ngan, thì một cái tông mùi ngọt của sô-cô-la mình nghĩ rằng là cũng khá là thú vị. Anh em nào mà muốn nó bớt cái vị lạnh lẽo, cái kiểu mưa phùn này đi, thì một cái tông mùi thơm của bánh sô-cô-la gì đấy thì Monche Chocolate Creamy. Ok, anh em cứ thử xem nó ra làm sao. Đó, chai nước hoa đầu tiên. Chai nước hoa thứ hai là một sản phẩm của nhà Sekuluten và nó có tên là Center Majescue. Nhà Sekuluten này thì bởi vì cụ Sekuluten vốn dĩ là một người sinh hoạt và hoạt động trong ngành nghệ thuật, cho nên về cái concept, cái ý tưởng pha mùi của cụ, tất cả mình như mình thấy là với những cái chai mình được ngửi của nhà nước hoa này thì nó mang một cái xu hướng, nó có chiều sâu, nó có một cái gì đấy nó thế nào nhỉ, nó chiêm nghiệm kiểu như thế. Và chai nước hoa Center Majescue này cũng không phải là ngoại lệ, cổ điển này, lịch lãm và rất rất là, nói thế nào, rất rất là đàn ông, với một cái tông mùi giữa gỗ và cacao xịt lên thì rất là phê. Đó, nó nói chung chai nước hoa này mọi thứ đối với cảm nhận của mình là vừa đủ. Cái tông gỗ, cái vị cacao nó mix, nói chung là tạo nên một cái tông mùi rất rất là cổ điển, lịch lãm và rất rất là đàn ông. Anh em nào mà tầm như kiểu tầm từ 30, 28, 30 gì đấy, đó mà chúng ta ví dụ như thậm chí là mùa, nhất là mùa lạnh này mà chúng ta thích cái mùi hương nào mà đi làm chẳng hạn, trong những không gian hẹp và cái mùi hương nó rất là lịch sự, nó không quá là ồn ào, nó không quá là dữ dội mà nó vừa đủ, thì Sekuluten Center Majescue anh em nên thử. Đó, chai nước hoa thứ ba là một sản phẩm của nhà Guerlain và nó có tên Linston de Guerlain Phù Hộp. Bản này của mình là bản cũ, bây giờ thì người ta đã thay đổi cả thay đổi cả mẫu mã rồi, nó không phải là chai này nữa. Mình rất thích xịt chai nước hoa này vào những cái ngày như thời điểm này này, mưa phùn. Thật ra thì tùy mỗi người có một cái sở thích dùng mùi hương của chai nước hoa này, nhưng đối với mình thì mình thích xịt vào những ngày buổi tối trời lạnh như thời điểm hiện tại ở ngoài Bắc và có mưa phùn thì tuyệt vời. Ngửi em này rất là phê, không phù hợp với các anh em tuổi teen. Đó, chai nước hoa này không phù hợp cho các anh em tuổi teen mà nó phải tầm từ mình nghĩ là tầm khoảng 30 đổ lên, và nói chung là nó cũng phải có cái sự trưởng thành rồi, lịch lãm, nói chung là đã là một người đàn ông đã trưởng thành. Chứ nếu mà các anh em nào mà tuổi vẫn còn tuổi hồng thơ ngây ấy thì không nên sử dụng chai nước hoa này. Đó, và sử dụng vào trong những ngày lạnh thì tuyệt vời, với cái tông mùi của cacao, của hoắc hương, nói chung là rất rất đáng tiền để sở hữu chai nước hoa này. Đó, một sản phẩm của nhà Guerlain. Chai nước hoa tiếp theo ở đây mình muốn nói đến đó là Tom Ford Black Orchid, một mùi hương của nữ. Thực tế thì với những anh em nào mà có một cái thiên hướng thích dạng giống như kiểu unisex, có thể là chúng ta một cái gì đấy nó hơi muốn vượt ra khỏi những cái gọi như tiêu chuẩn, những cái nó thế nào nhỉ, muốn vượt qua những cái tiêu chuẩn chung, thì anh em có thể xịt chai Black Orchid với một cái mùi hương nó có sô-cô-la, nó có hoắc hương và rất rất nhiều những cái nốt, thì một cái mùi hương có thể gọi là như mình vẫn nói ở các video trước, đó là Black Magic Woman, người đàn bà bí ẩn. Nó rất là ma mị, nó rất là sexy và nó rất 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 là bí ẩn.
khi mà chúng ta xịt mùi hương này thì chúng ta phải xác định là phải cực kỳ tự tin vào cái style của chúng ta. Chúng ta là thế, chúng ta sẵn sàng show ra cho mọi người, chứ không phải xịt xong rồi mắt la mày lém giống như kiểu là đi trộm đồ người ta mặt cái tái ra thì không. Thì thực sự xịt chai nước hoa đấy nó, chúng ta sẽ bị nó mất điểm trầm trọng. Thế nhưng nếu như mà anh em nào mà rất là tự tin, rất là tự tin vào style của mình thì Tom Ford Black Orchid là cái mùi hương cũng rất là thú vị đó. Chai nước hoa thứ tư. Chai nước hoa thứ năm đó là một sản phẩm của nhà Tiziana Terenzi và nó có tên là Ancontrasio. Chai này thì mình đang cho mượn rồi, mình chưa lấy về được. Và đây là một mùi hương sô-cô-la mà mình thích nhất từ trước tới nay. Đó, đấy là với cái gu của mình, Ancontrasio của nhà Tiziana Terenzi, với một cái mùi hương sô-cô-la rất là phê, ngửi rất là thật này, bám rất là tốt. Và nó không ngọt, nó không ngọt quá ngấy, không kiểu không cảm giác gây ngấy, mà chỉ vừa đủ. Thì có thể là một, nó sẽ có một cái nét gì đấy giống với Monte Chocolate Ricky, nhưng nó dịu hơn, nó mượt hơn. Đó, thì anh em nào nếu mà có dịp thì cũng nên thử chai nước hoa đó, Ancontrasio của nhà Tiziana Terenzi. Ok. Và chai nước hoa cuối cùng đó là sản phẩm của nhà Kilian Black Phantom, với sự kết hợp giữa rượu và sô-cô-la rất là thú vị. Thực sự mà nói thì nhà Kilian thì làm về rượu thì miễn chê rồi, cái đấy anh em mình không cần phải nói nhiều. Và ở chai nước hoa này nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là cực kỳ thích hợp với các chị em nào ưa thích những cái mùi hương mà nó nhẹ nhàng và nó đưa đẩy, thì Kilian Black Phantom sẽ là một sự lựa chọn thú vị. Mình nghĩ rằng là không cần phải nói quá nhiều về chai nước hoa này, bởi vì cũng rất là nhiều các anh em biết về mùi hương chai nước hoa này rồi. Đó, thì vừa xong mình vừa chia sẻ với các anh em 6 chai nước hoa có sử dụng nốt hương sô-cô-la và cacao. Rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này. Hãy like và share nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, và đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.